xã. Chào chủ tịch ạ. Chào cô. Cô Vân này, cô lau bàn chưa thế? Tôi lau rồi ạ. Lau rồi á? Lau rồi, tại sao bàn lại bẩn như thế này? Thế để tôi lau lại ạ. Hỏi đi. Làm việc mà không có trách nhiệm ấy thì hôm sau không cần phải đi làm nữa. Chủ tịch ơi, tôi cần công việc này mà chủ tịch. Không cần phải nói gì nữa đâu. Đây là tiền bồi thường cũng như là tiền trợ cấp thất nghiệp của cô, và lên phòng hành chính để lấy lương. Từ hôm sau ấy, không cần phải đi làm nữa đâu. Alo, mẹ đây. Con ơi, con cứ yên tâm. Tiền phẫu thuật để mẹ lo. Rồi, mẹ làm xong tí mẹ vào. Thế nhá. Cô Vân có chuyện gì ạ? Vâng ạ. Con cô ấy đi thi đại học, chẳng may bị tai nạn gãy hai chân. Tầm tuổi này rồi mà cô ấy vẫn xin tăng ca để có tiền kiếm thêm lo cho con. Em chuẩn bị cho chị một cái phong bì 20 triệu. Với cả em báo với phòng hành chính chuẩn bị cho cô ấy tiền của một năm lương. Vâng ạ.